tuyển tập những bức ảnh đẹp về tỉnh Long Xuyên cũ, An Giang, từ 100 năm trước cho đến nay. Đầu thế kỷ 20, tỉnh lỵ Long Xuyên hay tỉnh Long Xuyên cũ, nay là thành phố Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang, là một trong những đô thị sầm uất nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Và sau đây, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và xem là những hình ảnh tư liệu quý giá về Long Xuyên do người Pháp thực hiện vào thập niên năm 1920. Năm Kỷ Dậu 1789, một đồn nhỏ được thành lập tại vàm rạch Tam Khê, được gọi là Thủ Đông Xuyên. Đại Nam Nhất Thống Chí tỉnh An Giang có chép: Thủ Đông Xuyên cũ ở đường lạch bờ phía tây Hậu Giang, thuộc địa phận huyện Tây Xuyên, đặt từ năm Kỷ Dậu, đầu thời Trung Hưng, Nguyễn Ánh dựng nghiệp, sau đó thì bỏ. Năm Minh Mạng thứ 18, 1837, đặt làm sở thuế quan, nay tức là năm Tự Đức, cũng bỏ. Tại vị trí Thủ Đông Xuyên, rồi sở Đông Xuyên, huyện Tây Xuyên, trùng tên với một huyện Đông Xuyên, đương thời cũng của tỉnh An Giang nhà Nguyễn. Đến thời Tự Đức, lập thành một phố thị với chợ Đông Xuyên, nằm tại ngã ba rạch Đông Xuyên với sông Hậu Giang. Đến thời Pháp xâm chiếm Nam Kỳ, tức khoảng năm 1863, cái tên chợ Đông Xuyên được biến đổi thành chợ Long Xuyên, trùng với tên một huyện Long Xuyên, nguyên là đất Cà Mau, của tỉnh Hà Tiên đã từng có trước đó. Từ khi Pháp chiếm An Giang vào năm 1867, họ chia An Giang thành khoảng 5 hạt tham biện. Tên Long Xuyên của chợ này được lấy làm tên của hạt tham biện Long Xuyên. Trong khi đó, huyện Long Xuyên của Hà Tiên, nay là tỉnh Cà Mau, thì kết thúc tồn tại. Năm Minh Mạng thứ 13, 1832, lấy đất Tầm Phong Long, được vua Chăn Lạp là Nặc Tôn giao cho Việt Nam vào năm 1757 để đền ơn chúa Nguyễn đã trợ giúp lấy lại ngôi vua. Cùng với huyện Vĩnh An thuộc tỉnh Vĩnh Long, đặt làm tỉnh An Giang với hai phủ Tuy Biên và phủ Tăng Thành. Lỵ sở của tỉnh An Giang đặt tại thành Châu Đốc. Lại cử chức An Hà Tổng Đốc, thống lãnh hai tỉnh An Giang và Hà Tiên, thành lập lại thành hai ti bộ chánh, án sát, địa bàn thành phố Long Xuyên ngày nay thuộc huyện Tây Xuyên, phủ Tây Biên, tỉnh An Giang thời ấy. Cho nên sau này, vào năm 1909, Nam Kỳ Phong Tục Nhân vặt diễn ca của Nguyễn Liên Phong có câu: Long Xuyên thuộc phủ Tây Biên, cụ Trào có đặt Tây Xuyên huyện đường. Hình ảnh quang cảnh chợ Long Xuyên. Chợ Long Xuyên vào thập niên năm 1920. Hồ nước ở công viên bên bờ sông Hậu, nay là công viên Nguyễn Du của thành phố Long Xuyên. Năm 1876, hạt Long Xuyên được thành lập, chủ hạt là Bia, bắt đầu hình thành khu vực chợ Long Xuyên tại thôn Mỹ Phước, trung tâm hành chánh thuộc thôn Bình Đức. Năm 1900, tỉnh Long Xuyên được thành lập gồm 3 đơn vị hành chánh cấp quận: quận Châu Thành, phần đất thuộc Tây Xuyên cũ; quận Thốt Nốt, phần đất căn bản thuộc huyện Phong Phú, phủ Tuy Biên cũ; và quận Chợ Mới, phần đất này căn bản thuộc huyện Đông Xuyên và Vĩnh An của phủ Tăng Thành cũ, trong đó có 8 tổng với 54 làng xã. Năm 1917, địa bàn Long Xuyên hiện nay chỉ còn 2 làng là Bình Đức và Mỹ Phước, thuộc tổng Định Phước, quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên. Thời Pháp thuộc, làng Mỹ Phước vừa đóng vai trò là quận lỵ của quận Châu Thành và là tỉnh lỵ của Long Xuyên. Miếu Bắc Đế, còn gọi là chùa Ông Bắc, Quảng Đông, tỉnh Hội Quán, ngày nay nằm ở trung tâm phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. Một nhà thờ Công giáo ở Long Xuyên xưa. Tiệm cầm đồ do chính quyền thuộc địa quản lý ở Long Xuyên. Đây là tiệm cầm đồ công cộng được chính phủ cho phép và kiểm soát để cho người nghèo vay tiền với lãi suất thấp. Hình ảnh nhà ăn trong trường học. Một buổi học nghề của một trường nữ sinh tại Long Xuyên. Câu lạc bộ giải trí ngày xưa. Trường Nam Tiểu học. Cổng bệnh viện Long Xuyên 1920.
Tòa án tỉnh Long Xuyên. Lối vào chánh của bệnh viện tại Long Xuyên. Chằng dùng các nhân viên tại bệnh viện Long Xuyên, miền Nam Việt Nam xưa. Ngày 22 tháng 10 năm 1956, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm ký sắc lệnh 143 Việt Nam để thay đổi địa giới và tên đô thành Sài Gòn, Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam. Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam cũng thay đổi nhiều. Một số tỉnh mới được thành lập. Theo sắc lệnh này, địa phận Việt Nam Cộng hòa gồm đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Lúc này tỉnh Châu Đốc và tỉnh Long Xuyên được sáp nhập để thành lập tỉnh mới có tên là tỉnh An Giang. Tỉnh lỵ tỉnh An Giang đặt tại Long Xuyên và vẫn giữ nguyên tên là Long Xuyên. Về mặt hành chánh thuộc xã Mỹ Phước, quận Châu Thành. Như vậy, vùng đất Long Xuyên được chọn làm tỉnh lỵ của tỉnh An Giang mới thay cho Châu Đốc trước đó. Thời Việt Nam Cộng Hòa, xã Mỹ Phước vẫn tiếp tục vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Châu Thành và là tỉnh lỵ tỉnh An Giang. Hình ảnh con heo nái với đàn con ngủ dưới bóng xe lôi ở Long Xuyên. Quận Huệ Đức, tỉnh An Giang. Từ năm 1964 đến năm 1975 gồm có 4 quận: Châu Thành, Huệ Đức, Chợ Mới và Thốt Nốt. Nằm tại quận Châu Thành, quận Huệ Đức có quận lỵ đặt tại xã Thoại Sơn. Năm 1957, hai xã Bình Đức và Mỹ Phước được chia ra làm 5 xã là Bình Đức, Mỹ Hòa Hưng, Phước Đức thuộc Tổng Định Thành và Mỹ Phước, Mỹ Thới thuộc Tổng Định Phước. Năm 1959, xã Phước Đức nhập vào xã Bình Đức và Mỹ Phước. Long Xuyên là tỉnh lỵ của tỉnh An Giang cho đến năm 1975. Hình ảnh An Giang vào năm 1968, lễ hội Phật giáo Hòa Hảo tại thôn Hòa Hảo. Nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Phật giáo Hòa Hảo là một tông phái Phật giáo do Huỳnh Phú Sổ khai lập vào năm Kỷ Mão 1939, lấy pháp môn học Phật tu nhân làm căn bản và chủ trương tu hành tại gia, hay còn gọi là tại gia cư sĩ. Tôn giáo này lấy nền tảng là đạo Phật, kết hợp với những bài sấm do chính Huỳnh Phú Sổ biên soạn. Theo thống kê vào năm 2019, có khoảng 970.000 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, khiến tôn giáo này trở thành tôn giáo có số tín đồ đông thứ tư tại Việt Nam. Hình ảnh An Giang năm 1968, lễ hội Phật giáo Hòa Hảo. Anh thương em thật thà, mưa lây
và thương bao giờ ngồi đẹp má mặn dẫm miếng trầu cay. Một buông câu trắng, một buông câu trắng riêng đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều tranh, một vừng trăng tròn, một vừng trăng tròn mà tha thiết yêu cho đến tơ cho đến ngày dù mưa hay nắng lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sum vầy thì đâu có chi lòng biển ba trời. Em gái vườn quê, cuộc đời trong trăng dầm mưa dãi nắng mà em biết yêu trăng đẹp ngày dầm. Anh biết mặt em một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm và đôi mắt em long lanh sau rèm. Ai hát ngoài ai chung ngôi dắp cao, giọng hò êm quá mà anh mơ ai rót mật vào lòng. Anh cuốc đường sau mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu vì em ước mong đầy đó chung lòng. Gió sao áo mèo em thương anh không kẻ giàu nghèo, miền răng tin đàn sân kêu, núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, bàn đèo em cùng qua. Gió lay đành đa anh thương em thật thà, mưa lay hoa cà da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn dẫm miếng trầu cay. Một buông câu trắng, một buông câu trắng mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng. Một túp lều tranh, một vừng trăng tròn, một vừng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng. Cho đến ngày mưa hay nắng lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Ta có bàn tay một tình yêu này, một đời sum vầy thì đâu có chi lòng biển đã trời, một đời sum vầy thì đâu có chi lòng biển đã trời, một đời sum vầy thì đâu có chi lầm biển ba trời, một đời sum vầy thì đâu có chi lầm biển ba trời.